Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft thời đại khủng long. Ở tập trước, mình đã làm ra nguyên một cái set giáp Hazmat. Đây là cái set giáp mà giúp mình có thể đi khám phá ở trong hang động có cực kỳ nhiều chất phóng xạ ha. Và mình còn mang về được một cái nhóc mèo phóng xạ nè. Nhưng mà hiện tại mình không có dám để vô trong tại mình sợ lây phóng xạ cho vẹt cũng như là cái em khủng long bay nhỏ nhỏ. Cũng khá là tội em ha. Ví dụ mình ẩm cái nhóc mèo lại gần dân làng có sao không ta? Có vẻ là cái hàng rào này cách ly được các bạn ơi. Ok, vậy để mèo ở gần dân làng đi cho đỡ buồn ha. Còn trong ngày hôm nay, công việc của chúng ta chắc sẽ tạm thời không cần phải mặc cái set giáp Hazmat nữa, nên là mình sẽ treo nó lên các bạn. Mình sẽ trở lại với set giáp Tectonic và chúng ta sẽ đi săn nhận cái Cave Tablet. Hiện tại thì mình còn thiếu cái Cave Tablet mà màu xanh nước biển này nè các bạn à. Mà bữa giờ đi khám phá mình chỉ toàn tìm được màu tím, màu vàng với lại màu xanh lá cây thôi. Chắc là phải ra biển tìm á. Và để coi hôm qua mình có săn thêm một ít cái Jarrah Remain nè. Bây giờ mình đã làm ra được 8 cái mảnh để chúng ta làm lò nung rồi. Thành thử ra là mình sẽ tiến hành đi xuống dưới và chúng ta lắp đặt thêm một cái lò nung hạt nhân ở gần nhà ha, để dùng cho nó tiện các bạn. Nhưng mà với điều kiện là mình phải cẩn thận là được rồi. Ok, setup ở đây ha. Đó, chứ đi qua bên kia thì xa quá. Rồi, cho uranium rod cũng như là những cái thùng này vô sẵn. Đấy, khi nào nấu thì chúng ta ra đây nấu cho nó tiện ha. Mà mình còn có cái ba lô chưa được nâng cấp nè. Hay là mình tranh thủ mình nâng cấp lên đi các bạn ơi. Để mình có thêm cái để mà chứa đồ chứ không gì hết á. Tiếp theo là vàng, cuối cùng là cấp độ kim cương luôn. Nã, vậy là bây giờ trên người mình có tới tận là hai cái ba lô ha. Tha hồ cho mình chứa đồ. Rồi, không chần chờ gì nữa, lên đường đi khám phá đại dương thôi các bạn. Và chắc mình sẽ gửi đơn Cleo Steus màu vàng. Hôm qua chúng ta đã rất là vui vì... Ủa hôm kia chứ, đã phát hiện ra là đơn Cleo Steus đã trở về rồi các bạn à. Mình cứ tưởng đâu là chúng ta đã mất luôn đơn Cleo Steus luôn rồi chứ. Rồi đất ơi. Ok, giờ thì chúng ta sẽ đáp xuống dưới này một cái. Để coi. Nè. Đơn Cleo Steus ở đây ha. Ok, còn trên kia là gia đình của Atlatitan đang ngắm biển á các bạn. Để tránh đi, mình sẽ không làm phiền gia đình bé nhỏ trên kia. Rồi, bơi xuống dưới này, chúng ta sẽ cưỡi Don Cleosteus và ra khơi thôi các bạn ơi. Hy vọng là chúng ta sẽ may mắn và tìm được thật là nhiều những cái cave tablet. Nhưng mà khoan, ôi, cái thanh niên này, cái thanh niên Deepling Brute này, đúng rồi, hắn tự tìm tới đây hả? Láo thật chứ. Rồi bạn biết sao không, cái tên đó là cái tên mà lúc đầu á hắn ăn hiếp mình ở cặp bờ biển á, mình vẫn còn nhớ nha. Cây hắn dã man luôn á. Rồi bay ra. Yuhu. Ok, tiếp tục cởi đăng Cleo Steus thôi. Ui mà dưới này tối quá ta. Ơi, ở đây có đăng Cleo Steus màu nâu nè. Ủa đâu ngoài này vậy? Vô tình gặp các bạn ơi. Mình sẽ thả vô cái khu vực bên trong này ha. Đã vậy, đỡ phải hồi sinh thêm các bạn à. Tuyệt vời luôn. Úi, lại thêm một cái tên giang hồ biển nữa. Thôi được, mình sẽ tự xử hắn luôn các bạn, không cần phải nhờ tới cái nhóc Don Cleosteus nữa. Ui. Người có thương tưởng ta không có thương hả? Ta chọi người nè. Ôi, hắn chọi mình nữa. Tên này láo. Này thì láo. Vậy là mình đã trả được mối thù từ đầu tới giờ các bạn ạ. Tí nữa là mình quên rồi đó. Ok, xong việc rồi. Giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cưỡi Don Cleosteus ha. Em đang đợi mình ngoài này nè. Ê, nhưng mà hình như cái ba lô dơi này sẽ giúp mình nhìn trong bóng tối đúng không? Thiệt. Với năng lực này thì mình có thể nhìn trong bóng tối, nhưng mà mình thấy cũng không khác biệt gì nhiều hết các bạn.
Thôi kệ đi, méo mó có đỡ không? Ôi ôi ôi, sao sao mình lại thấy thêm một cặp đăng leo sớt kìa. Ờ à, được á, để đó đi. Từ từ chúng ta sẽ dẫn về cái khu vực cạnh bờ biển của chúng ta ha. Còn giờ thì gán cửa em này để chúng ta áp sát cái công trình đầu tiên. Đó chính là một cái con tàu đắm các bạn. Hôm bữa mình đã phát hiện rồi nhưng mà chúng ta không có nhiều thời gian để khám phá ha. Không sao, bữa nay thì sẽ có một chuyến phiêu lưu với đăng leo sớt á, nên là tha hồ mà khám phá luôn. Ôi, nữa lại gặp cái tên giang hồ biển các bạn ơi. Đây thế, ủa hắn đâu? Ôi kìa kìa kìa, hắn núp bên kia. Hiện tại đăng leo sớt đang yếu máu rồi, mình sẽ giữ khoảng cách với hắn, sau đó thì thử lấy cung bắn coi. Ui ui, hắn thấy mình rồi. À, thấy thì sao, bắn người luôn, hai mũi tên là đi. Rồi lặn xuống này, chúng ta sẽ coi thử coi mình sẽ có được một ít ngọc lục bảo với cả là sắt. Ngoài ra thì yêu thấy tablet. Oh no, không có rồi các bạn à. Có bản đồ kho báu và chung vùi nè, mình sẽ coi thử coi, biết đâu trong kho báu chung vùi lại có thì sao. À, bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Love Fruit cũng như là Unit Talent thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Lên shop ở dưới phần bình luận video á. Ok. Bản đồ dần mở rồi các bạn ơi. Oh my gosh. Cái gì đây? Ui trời, King Crab. Cua hoàng đế các bạn à. Mình sẽ cho các em đăng lên start ăn cua hoàng đế ha. Bơi lên, bơi lên. Dì dì, bắt cua. Bắt cua em ơi. Tụi em cắn một lát không rồi các bạn. Ồ oh, rồi, đây. Cho đăng leo start ăn cua hoàng đế luôn. Quá đã. Rồi, và kho báo thì có vẻ là sẽ nằm ở đâu đó ở phía bên kia các bạn à. Cũng cạnh bờ biển á. Ok, mình đã tới vị trí của cái kho báo rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đào thẳng xuống phía dưới ha. Vị trí trên bản đồ thì nó sẽ nằm ngay đây ha. Mình sẽ lấy cái xẻng coi, cái xẻng mình cất ở trong ba lô này. Rồi, đào ra cho nó nhanh. Ui da, hết oxy. Ok ok, chúng ta đã thấy cái rương rồi. Và kho báu đây đây, có nha các bạn. Vậy là mình đoán chính xác rồi các bạn à. Cái cave tablet màu xanh nước biển này chỉ có thể tìm ngoài biển thôi. Ok. Và phía đằng kia còn một con thuyền đắm nữa kìa. Mình sẽ qua đó coi tiếp ha. Coi coi có bản đồ nào khác không. Chúng ta sẽ dành cả một ngày để đi săn bản đồ thôi các bạn à. Hy vọng là sẽ có thật là nhiều cây tablet mang về ha. Ủa, chỗ này có cái giường nữa hả? What the hell? What the hell? Chỗ này không có bản đồ kho báu rồi các bạn ơi. Ây da, nếu vậy thì thôi, chắc đành phải đi tiếp vậy. Nhưng mà trước khi đi thì cho đăng leo start chiến đấu tí các bạn. Cho em cặp cặp mấy cái con này cho nó biết mùi. Biết mùi. Biết mùi em khủng long của mình. Ô lộn, em cá của mình. Giỡn mà. Em cắn cũng rất là mạnh các bạn ơi. À, thích thiệt luôn á. Ủa kia là con gì vậy? Đây là Giant Salamander. What the hell? Ô, một giống loài nhìn khá là lạ luôn các bạn ơi. À, bên đây cũng có nữa nè. Cái vùng biển này xuất hiện rất là nhiều giống loài lạ nha. Mặc dù chỉ tìm có được trời. Gớt này. Mình quên. Mặc dù mình chỉ tìm được đúng có một cái cave tablet thôi các bạn, nhưng mà không sao, có là được rồi. Mặc dù nó hơi ít á, mình sẽ bắt đầu đi nghiên cứu về cái cave tablet này. Vẫn như thường lệ, mình sẽ cho cave tablet cũng như một mảnh giấy vào, và chúng ta sẽ bắt đầu phân tích những cái văn tự cổ. À, ở đây thì là cái từ quầy hơi mới nha. Tripod fish. Chữ tờ là hình hình góc vuông. Đây đây, hình góc vuông có dấu chấm ở dưới các bạn. Mình sẽ tìm ha. Kèm theo đó là chữ R là 4 dấu chấm đúng không? Đáy trắng. Ê, giống lắm các bạn ơi, nè. Ồ, đúng rồi. Nice. Tiếp theo là từ Prismarine. À, từ Prismarine hả? Một chữ Y với một dấu chấm than. Chữ R là 4 dấu chấm, ôi sao giống luôn vậy? Ồ, đây nè. Rất là nhanh các bạn, là mình đã giải được hai từ rồi. Và từ cuối cùng là từ Vell. Chữ V là hình chữ tờ nằm lật ngược đúng không? Ê, đây.
chữ tờ lật ngược nè. Rồi hình nốt nhạc là chữ A. Còn hình mặt cười nằm ngang là chữ L. Đây rồi. Vậy là chúng ta đã có được văn tự cổ nói về Abyssal Gems. Hoa tiểu. Mình sẽ tìm thử. Thôi coi đây là bản đồ dẫn tới Abyssal Gems. Liệu rằng... Wow, chính xác rồi các bạn. Đó là một cái vùng biển các bạn ơi. Hang động dưới vùng biển. Có tên là Abyssal ha. Kiểu như là vực thẳm ha. Ờ, vực thẳm. Cứ tưởng đâu là đó là âm phủ ở dưới biển chứ. Ok, và khu vực này thì nó sẽ vẫn đi về hướng này. Trời đất ơi, bữa giờ các bạn bốn cái bản đồ là chúng ta đều đi về hướng bên này hết trơn nè. Ảo thật đấy. Ok, và chuyến đi này thì chắc chắn rồi, mình vẫn sẽ dẫn theo người bạn, đó chính là Dunkleo Status ha. Thiếu người bạn này là không được đâu. Ngoài ra thì mình cũng sẽ nấu thêm thuốc thở dưới nước các bạn. Tại vì khám phá dưới đáy biển á, mà không có thuốc thở dưới nước là coi như thua luôn á. Lý do mà hôm nay mình phải cất công đi tìm hiểu hẳn một cái khu vực hang động mới, đó chính là trong cái cuốn sách nói về Toxic Cave ấy các bạn, có nhắc tới Tremorzilla. Nhưng mà để triệu hồi được Tremorzilla thì mình lại cần phải có một cái giống như là cái cái DNA hả? Ừ, cái DNA của một cái giống loài mà sống duy nhất ở cái vùng Abyssal Gem đó thôi. Đó, thế nên là bắt buộc chúng ta phải khám phá vực thẳm rồi đó. Ok, mình đã làm ra hẳn 3 lọ thuốc thở dưới nước nè. Hết 3 lọ này rồi chúng ta gom cái đi về ha. Rồi cất đồ, nghiên cứu thêm rồi sau đó mới đi tiếp. Mình sẽ chia làm nhiều chuyến đi các bạn, cho nó an toàn hơn. Rồi, giờ thì lên đường thôi các bạn ơi. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm tìm được cái vùng biển vực thẳm gì đó ha. What the hell? Gì đây? Cá mập. Úi dồi. Cái vùng biển này ghê. Vùng biển này có hơi bị nhiều những cái sinh vật luôn các bạn ơi. Nhưng mà hình như cũng gần tới cái chỗ Abyssal Gem rồi. Ôi, đúng rồi nè. Ngay trước mặt mình luôn. Ok, gán thêm một xíu nữa thôi. Đơn claim status thôi. Cố lên cưng. Rồi, tới chưa? Đó, mình đã bắt đầu bước vào cái chỗ Abyssal Gem rồi. Nhưng mà có vẻ là mình còn phải đào xuống dưới nữa các bạn. Kiểu đó là một cái vùng biển ở phía dưới của cái chỗ biển này nữa. Nghe nó hơi ảo nhưng mà thường là vậy đó các bạn ạ. Thành thử ra là mình sẽ tạm thời giữ Dunkleo Status lại. Sau đó lấy cây cúp nè. Và chúng ta sẽ đào sâu xuống dưới. Càng sâu càng tốt. Ủa đây rồi, đây rồi. Beyond the Sea. Mình đã bắt đầu bước vào cái lãnh địa Abyssal Gem rồi đó các bạn. Ủa, chẳng lẽ cái biển này nó nằm sâu tới vậy luôn hả ta? Ôi, thánh thần ơi. Oh no. Mình lọt vô một cái hang động rồi các bạn ơi. Ủa, tôi tìm biển mà chứ tôi đâu tìm hang đâu. Sao cái biển vực thẳm này không thấy ta? À đây nè, đây nè. Rồi đây là những cái nhánh hang á các bạn, ở trong cái khu vực vực thẳm này. Nè 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 nè. Nhưng mà hình như đây là cái rì hay sao á. Để mình tìm cái hướng trung tâm cái đó. À tí nữa thì quên. Nóc vô lọ thuốc thở dưới nước đi. Rồi. Ê. Ở đây nó còn có khu mỏ hay sao các bạn ơi. What? Rồi cá tí hon gì nữa đây. Khu mỏ này không biết là còn xe mỏ chứ rương không á. Ui, còn xe mỏ chứa rương thiệt các bạn. Ảo thật đấy. Coi thử coi. Ủa sao lắc luôn rồi. Oh no. Rồi, cái rương này bị nguyền rủa rồi các bạn à. Không. Ê, ngoài kia nó còn đường hay sao vậy? Oh my gosh. Bộ xương. Những bộ xương khổng lồ. Chắc đó là bộ xương của cái con quái vật mà mình cần tìm cái DNA đó các bạn. Bây giờ lắc vậy, lắc vậy. Lắc vậy. Trời. Cá voi sát thủ hết hồn hết vía. Mình sẽ lấy sách ra mình đọc thêm các bạn. À, Toxic Cave. Nó không có đề cập tới tên của cái loài sinh vật này á. Mình thì hiện tại chưa mở khóa kiến thức về cái khu vực biển vực thẳm này nữa. Nhưng mà mình thấy nó sẽ có những cái chỗ này nè.
Nếu mà mình đoán không nhầm nha, là mình sẽ dùng cái lọ là mình lại múc tiếp á các bạn. Thường là vậy. Mà giờ mình múc thì mình sẽ lại múc nước rồi. Ồ, ở đây còn có cái chỗ người ta nghiên cứu dưới khu vực này hay sao các bạn ơi. Shell City. Ủa, có cái chỗ mở không ta? À, dặn ra để mở. Ok ok, mình đã mở được rồi. Trong này sẽ cất giấu những cái bộ đồ lặn nha. Vậy là trong đây sẽ có đồ lặn luôn hả ta? Ngọc trai đâu nữa nè. Wow, có con cá. Bộ đồ lặn này thì mình không có chế tạo được. Ôi trời ơi, vậy là phải đi đi thu gom từng mảnh rồi chúng ta mặc á các bạn ơi. Ui mà sao tự nhiên tối thui vậy trời. Ê, ôi, bạch tổ khổng lồ. Yêu, cái biển này thấy ghê lắm các bạn ơi. Mình sẽ lặn xuống dưới này một xíu, mình coi cái bộ xương này sẽ là bộ xương của con gì ha. Nó không có để tin các bạn ơi, nó chỉ nói chung là xương thôi à, cũng không biết có loài gì luôn. Ghê thật luôn á. Không biết có bạn nào có nỗi sợ biển sâu không á. Ồ, đó cũng là một cái dạng nỗi sợ, mình nghĩ khá là nhiều bạn sợ nha. Yêu, mình cũng là một trong số đó. Miếng bọt biển. Đây thì có mấy cái gạch. Công trình này có vẻ là không giấu đồ ha. Ok, vậy thì mình đây sẽ đi tiếp vậy. Nhưng mà để đỡ sợ hơn thì mình sẽ cưỡi Dunkley Stealth đi. Dù sao đi hai mình nó cũng sẽ ok hơn là đi một mình các bạn. What? Quái vật đúng không? Cô này là quái vật ở cái vùng này đúng không? Ui, nó cũng sợ mình các bạn ơi. Nó sợ thì tốt rồi. Ủa cái gì vậy ta? Ê, lại thêm tích tốt con này nữa. Ê, con này định làm gì? Kêu Dunkley Stealth cạp nó liền. Còn con kia nữa. Bước lại đây. Cạp đi Dunkley Stealth. Cạp đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời. Ui, con này nó nhiều máu các bạn ơi. Thánh thần ơi, nó cắn Dunkley Stealth muốn xỉu luôn. Từ 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 từ, mình sẽ giữ đăng leo lại để cho hồi phục ha. Ồ, có kim cương ở dưới này nữa. Wow, nice. Lấy kim cương luôn. Được 8 viên. Ủa đây là cái gì ta? Mình cũng chưa rõ đây là công trình của ai nữa. Hả? Sao cao vậy? Hình như lên tới tít ở trên luôn hay sao á. Ồ, đó là một ngôi nhà. What? Ủa? Đừng nói đây là làng nha. Ui, đây là một ngôi làng nhưng mà đã bị nhấn chìm ở dưới đáy biển rồi các bạn. Uầy, thiệt, đây là một ngôi làng. Wow, trời đất ơi, phát hiện mới nữa. Ok, nếu vậy thì mình sẽ không lên trên đâu, tại vì mình đang bận khám phá dưới này rồi. Lặn sâu xuống nữa. Ê, mà con bạch tuộc khổng lồ kia. À, con gì vậy? Khá là ghê các bạn ơi. Con sâu. Nó là một con sâu. Ok. Còn con bạch tuộc này chưa thấy nó tấn công mình ha. Thôi thôi thôi. À, tốt nhất mình đừng gây sự các bạn. Nãy giờ mình vẫn chưa thấy cái loài sinh vật nào mà mình tình nghi là sẽ rơi ra cái DNA để chúng ta mang về ghép lại với cái trứng hết. Còn mấy cái tàn tích này thì mình chưa rõ là nó giấu đồ kiểu gì nè. Trong này thì mình không thấy rương ha. Ở trên thì sao? Ở trên thì nó đặt ruột rồi, nó không có gì hết các bạn ơi. What? Mussel. À, đây là một loại thức ăn hả? Hèn gì mình thấy nó quá trời xung quanh đây luôn. Chỗ này tăm tối quá các bạn. Các bạn có thấy gì không? Và tới giờ mình cũng không thấy một cái thứ gì đó quá là nổi trội ngoài những cái sinh vật nhìn hơi ghê ghê ở dưới cái khu vực biển sâu này ha. Ôi. Có quái vật, có quái vật các bạn ơi. Con này có vẻ là ghê hơn mấy con nãy nha. Mình thấy nó bơi rất là nhanh luôn. Kìa kìa kìa. Ôi, nó trốn, nó trốn.
Ủa sao mấy con này nó lại trốn ta? Mình sẽ cưỡi đơn leo stealth đi săn nó. Ê, bơi vô trong săn nó luôn. Ê, em mập quá, em không chui qua đây được. Rồi, mình sẽ săn nó. Deep One, con này tên là Deep One các bạn. À, nó không rơi ra gì hết ta. Ủa, kỳ vậy. Phía này, mình thấy có một công trình nó khả nghi hơn. Ê. Ôi trời, cương dâm ba chết đuối, nó đổi cái nón lặn kìa. Trời, 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 trời. À, nó còn xịn hơn mình nữa, mình còn chưa có nón lặn. Xíu mình sẽ lại đẳng mình xin của nó. Chắc chỉ có chỗ này là sẽ có thể là cho đồ nè các bạn à. Nhưng mà mình chưa biết lối vào của nó. Thôi, mình đập đi. Vậy cho nhanh các bạn. Ok, mình sẽ có tổng cộng là hai hướng ha. Hướng bên này thì là đường cùng rồi. Vậy là bắt buộc mình phải đi qua hướng bên này. Nó sẽ có một cái thùng cho mình. Ồ, nó có cây, tablet và cái tay cầm chơi game. Ui, có cái nón nữa nè, nón lặn. Wow, còn gì khác không? Hết rồi các bạn ơi. Ôi, còn tầng hầm. Ui, dưới này có cái áo. Vậy là chúng ta còn cái ổn nữa thôi là full cái set đồ lặn rồi. Wow, ngon ấy chứ. Và Marine Snow. Cái này thì mình có thể kết hợp với Gaze Spear, Gazing Spear để chúng ta làm ra ngọc trai ha. Không cần lắm. Ủa, ngoài ví dụ ngọc trai trong đây làm gì ta? Ngọc trai làm tới đàn gì nè, trời đất ơi. Ghê nha. Vì lại có cái nghi thức gì đó các bạn ơi, nó mới có tới đàn đó. Ui ui, con này. Chờ mình đánh lén fan. Ui dạ. Rồi con nào chọi đinh ba vậy? Ừ, không được rồi các bạn ơi. Ở dưới này mình phải dùng cái cây kiếm của mình thôi. Không dùng cái thương được đâu. Dùng cái thương là toàn liền đó. Ui nó động dã man luôn á. Mình sẽ kêu em cái em đăng Clay Stealth cho hỗ trợ mình ha. Ui dạ. Đúng rồi, cắn đi em. Đấy. Có đồng đội ít ra sẽ đỡ hơn các bạn. Còn hơn là một mình tự thân vận động. Ok, clear được bọn chúng rồi. Yêu, dưới này tăm tối quá, nhìn sợ thiệt chứ. Mà ví dụ mình mặc cái bộ đồ lặn này vô thì có khác gì không? Hình như mặc bộ đồ lặn này vô thì mình sẽ thở được dưới nước các bạn à. Hình như vậy thôi nha, mình đoán vậy. Và tăng tốc độ bơi các kiểu á. Nhưng mà bây giờ thì mình đang còn thuốc thở dưới nước nên là mình sẽ ưu tiên mặc cái giáp của mình ha. Ây da, ây ây. Ây. Cứu anh em ơi. Ui ui. Đúng rồi. Ây, cái con gì nó tấn công á. Không ổn rồi các bạn ơi. Cắn nó. Ây. Đừng leo stat. Hay. Ôi con gì nó mới lướt ngang các bạn ơi. Ôi mình mới thấy con gì nó xanh xanh nó lướt ngang. Hả? Mấy tên này chăng? Này. Này thì Deep One á. Cắn nó. Đúng rồi, cắn nó đi em. Cố lên. Đúng rồi. Hay quá. Trời ơi, một mình đâng leo stage nãy giờ cân hơi bị nhiều con rồi đó các bạn. À cái con này. Đưa cái nón. Ủa cái nón đâu rồi? Ủa nãy mình thấy có con nó cầm cái nón mà. Ôi con đó nó nghe nó mình mượn cái nón rồi nó sợ quá nó giục cái nón rồi các bạn ơi. Ôi trời nó phóng em đâng leo của mình kìa. Thôi bơi chỗ khác thôi các bạn. Chủ yếu là mình sẽ đi thám hiểm ha. Và săn thêm cái con quái vật gọi là ở cái vùng khe nước sâu thẳm đây nè. Trong cuốn sách nó có đề cập á, nhưng mà nãy giờ mình chả thấy cái con nào mà nó to mà có thể gọi là quái vật khủng hết á. Toàn là mấy cái con mà hay đi cà khịa không à. Ok, và đây có một cái đường đi vào. Wow, có cửa rồi nha, xịn đấy. Ui, bị tấn công lén. Thiệt luôn á. Lại đây. Lại đây mấy con kia. Lại đây. Mình xử nó luôn. Rồi, và đây chính là lối vào ha. Ui. What? Ở đây có con tàu lặn luôn nè các bạn ơi. Wow. Mình phát hiện một con tàu lặn ở khu vực này. Nice. Mình sẽ thử lái tàu lặn không các bạn? Để coi nó có dấu gì không nha. Đây là Redstone.
Trên này thì nó có cái bàn gì nè, Magnetic Activator. Khi mà mình leo lên các bạn, mình có thể điều khiển cho nó xoay trái xoay phải các thứ. Nhưng mà khu vực này thì hiện tại nó đang bị chật quá, mình thấy vậy. Rồi mình sẽ phá những cái kính này để cho nước tràn xuống dưới các bạn. Đồng thời mình sẽ hạ bớt mấy con quái khác rồi đó. Ây da, mấy con này mặc dù nó đánh không đau lắm các bạn, nhưng mà nhiều con nó đánh thì dồn lại cũng thốn phết á. Rồi, clear. Ăn cho phục nè. Ê, cái con quái vật đi. À, cái lướt ngang đó là kỹ năng của cái con Deep One May này các bạn ơi. Nó như một con sứa vậy đó. Yêu, nhưng mà đây chắc là sứa thành tinh rồi. Ui cơ, cấu rỉa khó chịu chưa? Này thì sứa thành tinh. Rồi, chỗ này thì mình nghĩ là nên mở rộng ra thêm một tí nữa. Càng rộng càng tốt các bạn. Ok, nước đã chảy xuống dưới rồi kìa. Mình thấy cái tàu lặn bắt đầu nhúc nhích rồi đó. Ui da, ui da. Chui vô trong thôi. Tìm lối ra thôi các bạn ơi. Ây da, nhưng mà mình lái không quen, mình đâm vô đây rồi. Trời đất ơi. Hư tàu rồi, hư tàu lặn rồi. Oh no. Cài số ve, cài số ve. Mình chưa có bằng lái tàu này, tàu lặn các bạn ơi. Lái một hồi banh đi. Ôi. Ui đừng có bể nha. Billy. Ok, dọn hết cái phần đồng gỉ sét kia ra. Ok ok ok. Mình đã khởi động thành công rồi các bạn. Let's go. Mình đã thành công điều khiển cái tàu lặn này rồi. Kích hoạt được nó. Yes. Và đây là cái lần lặn đầu tiên của mình ở khu vực này. Wow, vậy là một xíu nữa chúng ta sẽ ít khi là nhờ cậy đơn level status lại rồi các bạn. Có tàu lặn rồi, an toàn hơn hẳn liền. Và nó di chuyển rất là nhanh ở dưới này ha. Đã quá à. Ui, có kim cương, có kim cương. Đây gọi là đam mê. Ê, chưa, khoan khoan. Ây da, mình bị tấn công các bạn ơi. Ui trời ơi, nó tấn công cả. Ê, nhưng mà mình ra ngoài là mình hết oxy, không được. Mặc đồ lặn vô. Đó, mình mặc đồ lặn vô cái là mình sẽ không có bị mất cái thanh oxy nữa các bạn. Tính ra cũng hữu dụng phết á, mà lượng giáp nó cho cũng tương đối cao nha. Ồ, lại có cave tablet. Dạ, dạ. Bây giờ nó cắn mình. Ôi. Thôi, bơi chỗ khác. Mình chưa full set đồ, mình nghĩ có cái ủng thì mình sẽ bơi nhanh hơn á. Kiểu nó giống như nó có cái chân vịt đó các bạn. Ôi, nhiều con nó tấn công quá nha. Ví dụ nó đi nơi khác thôi. Ôi ơi, con này. À, mặc đồ lặn hả? Đưa cái nón đây. Đưa cái nón đây. Ồ, nó đưa cái nón thiệt. Rồi, xuống dưới này cái. Ủa sao vậy, sao hết oxy rồi? Ôi. Hình như cái bộ đồ này nó cũng có dưỡng khí giới hạn thôi các bạn ơi. Ây da. Đưa vô tòa lặn. Rồi, ok. Trong này thì nó sẽ có oxy thêm cho mình. May quá. Tí nữa thì hiểu rồi. Ăn cái cho no bụng trước các bạn ơi. Hả? Kìa. Kìa, có phải là... Ây da, trời. À, mấy cái con kia nó phóng hư tạo mình rồi các bạn ơi. Ơi, nhưng mà như mình đã gặp loài cá thời cổ đại và được mình danh là quái thú ở cái vùng này rồi các bạn ơi. Ây. Oh no. Chim tạo rồi. Cái tạo mình bị hư rồi các bạn ơi. Còn khởi động được không nhá? Rồi luôn, không khởi động được. Hay. Mình phải lên trên tìm tài nguyên và sửa tạo lên thôi các bạn. Từ trên này mời mình nhìn xuống nè các bạn. Wow. Quả thật đúng như cái tên luôn á. Nó là cái vực thẳm thì các bạn. Vực thẳm giữa biển. Trời ơi, vậy mà hồi nãy mình đi đào à. Bó tay mình thiệt chứ. Ok, giờ thì chắc mình sẽ đưa đăng level start ra. Sau đó mình sẽ cởi đăng level start và chúng ta sẽ đi về nhà cái đã. Để mình tiến hành đi lấy đồng các bạn. Tại vì có đồng mình mới sửa được con tàu á. Nãy đi mình đâu có biết đâu. Mình đâu có đem theo đồng.
Trời ơi, chuyến sau đi mình phải đem nhiều đồng hơn mới được á. Ok, chúng ta đã có được 4 cái Cave Codex ở Abyssal Jam rồi. Giờ thì bắt đầu mở khóa kiến thức thôi các bạn. Mặc dù như đây thì vẫn chưa đủ để mở pháp full, nhưng mà có còn đỡ hơn không ha. Đây, Abyssal Jam. Wow, mình còn thiếu cái mục hình như là chế tạo đồ hay sao á. Ừ, mà không sao, cái mục này thì từ từ chúng ta mở khóa sau ha. Giờ trước mắt là chúng ta sẽ tìm hiểu về sinh vật đi. Sinh vật ở đây thì cái con hồi nãy là Hubbreaker thì phải. Chuẩn luôn các bạn. Chúng ta sẽ cần săn cái con Hubbreaker này nè. Mình sẽ săn nó để lấy được cái Immortal Embryo. Đây nè. Tỷ lệ là rơi ra tầm 1 cái trên 1 con ha. Ok. Và đồng thời nó còn rơi ra cái động cơ nữa. Wow, để làm cái tàu lặn á các bạn. Hay nha. Rồi, còn những sinh vật khác chẳng hạn như là heo biển. Con heo biển thì là cái sinh vật rất là nhỏ ha. Lanternfish, cá lồng đèn. Trời ơi, là những con cá cũng rất là nhỏ luôn. Con sâu thì mình hồi nãy cũng đã đánh rồi nè. Tiếp qua là cái con nãy giờ nó khịa mình, Deep Knight. À, là cái con hay cầm cây đinh ba các bạn. Và Deep One May là cái con giống như con sứa. Và con cuối cùng là My Guardian. Con này thì mình chưa gặp nha. Mình sẽ khá là khó gặp nó ở trong cái Abyssal Jam á. Và con này thì nó sẽ ở xung quanh cái ngôi đền. Mình sẽ tìm những ngôi đền hết ta. Ok, kiến thức cũng chỉ có vậy thôi các bạn. Để coi tài nguyên coi có gì mới không. Tài nguyên thì, ôi trời, có đúng. Đây cũng nhiều hết á. Nhưng mà thứ mình quan tâm bây giờ chỉ duy nhất một thứ, đó chính là Immortal Embryo thôi các bạn. Vậy là chúng ta sẽ chuẩn bị cho trận chiến với cái con quái vật ở cái vùng biển vực thẳm kia ha. Táo vàng. Táo vàng đâu ta? Đây, mình có một trái táo vàng Enchant, một ít táo vàng bình thường. Mình nghĩ như đây chắc cũng sẽ đủ để chúng ta quẩy đó các bạn ạ. Rồi, mà để an toàn hơn thì mình sẽ Enchant luôn cả cái xích giáp lặn biển này. Tại có xích giáp này thì mình sẽ thở được lâu hơn á các bạn. Ok, cởi ra. Bạn Enchant lên ha. Ủa, có hô hấp nữa nè, tốt. Bảo vệ luôn, ngon. Chậm hỏng, nhưng không có bảo vệ. Cái quần thì tốt nè. Vậy là mình sẽ sửa cái áo lại cho nó có bảo vệ ha. Đây, bảo vệ 4 và chậm hỏng 3. Quá đã luôn. Và một việc không thể thiếu nữa, đó chính là mình sẽ đem theo thật là nhiều đồng. Đồng đây, mình có một stack máy các bạn. Mang theo chủ yếu là chúng ta sẽ sửa chữa cái tàu lặn trong cái trường hợp xui rủi mà nó bị hư ha. Ok. Gì đây? Trời ơi, chưa xuống dưới nữa mà. Mình đã bị tấn công rồi. Cái tàu lặn của mình. Kìa. Trời ơi, nó hư quá trời quá đất rồi các bạn ơi. Phải sửa liền mới được á. Ok, cho đăng leo vô trong đi. Chúng ta sẽ sửa lại ha. Đó, sửa lại bằng một ít đồng thôi các bạn. Đấy, vậy là đã hoàn tất công việc sửa chữa rồi. Tính ra rẻ chứ, vài phôi đồng thôi mà có thể tiếp tục hoạt động được cái tàu lặn siêu ngon này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi tìm cái con quái vật Hillbreaker hồi nãy ha. Phanh lại, phanh lại. Cái con này là con canh giữ nè các bạn ơi. My Guardian. Ấy, nó phát nổ. Oh my gosh. Trời. Nó không rơi đồ mà nó còn phát nổ nữa. Yêu. Thôi, chui vô trong cái tàu lặn tiếp các bạn. Trong đây mới an toàn thôi. Ở bên ngoài lúc nào cũng sẽ nguy hiểm hết á. Rồi, và vẫn như hồi nãy, chúng ta sẽ đi tìm con Hubbreaker ha. Trời ơi, đây có thủy cùng nữa đó. Wow, chỗ này có nhiều thứ thiệt chứ. Và rất là nhiều kim cương nha. 11 muốn đào kim cương thì chịu khó nguy hiểm xíu. Chúng ta xuống dưới này đào lại mau, rất là mau vào luôn á các bạn ơi. Ôi, nó trước mặt mình rồi các bạn ơi. Ôi, nó đang bơi lên trên. Ủa gì, hai con dưới hả? Ôi, phải hai con không vậy? Ví dụ mình ở trong này mình đánh ra được không ta? Mình sẽ thử ha.
Ủa được 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 được. Nhưng mà mình đã gián tiếp chọc giận nó rồi. Ok ok. Quay xe. Ủa quay tàu. Chúng ta sẽ đánh nó thêm một cái nữa. Ui da, đánh đục rồi. Quay tàu tiếp. Ê, cẩn thận. Tại vì nó 400 máu thì sức tấn công của nó cũng không phải dạng vừa đâu các bạn. Đây nè. Trời, nó cắn đứa tàu mình rồi. Hồi nãy giờ để coi nó còn bao nhiêu máu ta. Ui, nó còn 300 máu lận các bạn ơi. Thôi giáp lá cào luôn đi. Mệt quá. Ok. Ui, sao nó không đánh mình ta? Lại vậy. Ui, đây, nó đánh. Ow. Ui, nó cắn đau lắm các bạn ơi. Ôi, thôi, chắc phải dùng chiến thuật cũ. Ơ. 2000 years later. Không biết là mình có cách nào dụ nó lên trên cao một xíu không ta? Ừ. Ê, mình có thể dùng lasso để bắt nó không nhờ? Ê, mình muốn thử quá các bạn ơi. Ôi trời, đây còn con nữa nè. Quay quay hai con một lượt. Ô. What? Trời ơi. Mình có thể dùng lasso để giữ nó vô trong các bạn ơi. Mình sẽ tìm một cái vực biển nào đó nó ít nguy hiểm hơn á, rồi chúng ta sẽ tiến hành săn cái con quái vật cực kỳ nguy hiểm này. Phải xài trích lõ thôi các bạn ơi. Và đâu có nơi nào tuyệt vời bằng ở nhà đâu các bạn. Mình quyết định là để về thẳng nhà luôn á. Trời. Nó dính vô đất liền rồi. Ok, dừng khoảng này đi cho chắc ha. Sau đó thì mình chắc là mình trùng tu cái tàu ngầm này luôn đi các bạn nha. Lấy cái rìu đó, chúng ta sẽ cạo cái lớp đồng mà bị rỉ sét kia, bị oxy hóa kia đó, là sẽ được một cái con tàu lặn nó mới hơn á, mới ken luôn. Nhưng mà đậu ở đây thì nó cũng không an toàn lắm, tại cũng nhiều zombie xung quanh. Nhưng mà thôi kệ, ít ra chỗ này cũng gần nhà, tiện để mình đi di chuyển lần sau các bạn. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cho cái con thủy quái Hubbrecker này chiến đấu với ai vậy nhờ? Chiến đấu với anh Long chăng? Chiến đấu với anh Long, chị Long tóc đỏ da đen. Đúng rồi. Ê, hợp lý nha. Gì đây, mấy con thích khách này tới nhà ta mà còn bắn lung tung nữa. Rồi. Cắp kèo liền các bạn ơi. Ok. Nhưng mà như vậy thì sẽ hơi thiệt thòi cho cái con quái vật này kia ha. Nhưng mà hết cách rồi. Mới mốt mình mạnh lên, nhất định là mình sẽ có một cái màn solo với nó các bạn ạ. Chứ không có nhờ cậy khủng long như vậy hoài đâu. Ok, mình thả nó lên đất liền ha. Ôi, nó nằm chẹp bẹp nhìn cũng tội quá các bạn. Nhưng mà thôi cũng kệ, vì cái embryo các bạn. Ok, chúng ta sẽ tấn công nó. Ui, nó phá hủy block được hả? What the hell. Ôi trời, nó cạp mình. Ok. Trời. Ui. Ôi. Vậy mà còn bị nó hạ kìa. Khủng khiếp thiệt luôn á. Mèn đó coi. Và coi nó sẽ rơi ra cho mình. Ở đây. Immortal embryo nè các bạn. Yes. Wow. Mặc dù đã giống như là nếp sức mạnh của nó rồi, giảm sức mạnh của nó đi một mớ rồi đó, mà nó vẫn bán hành cho mình được. Đủ hiểu cái con kia nó, nếu mà ở cái môi trường nước thì nó đúng thật là nó bá chủ ở cái vùng biển đó luôn á các bạn. Chứ hơi tiếc là chỗ ở của gia đình khủng long thì đã bị hư mất tiêu rồi. À mà nãy cũng lỡ cho anh Long, chị Long chiến đấu vất vả rồi, nên là mình sẽ thưởng cho hai anh chị này mỗi người cặp đùi ha. Đó. Ăn đi. Rồi. Ui sợ, ui. Đè các bạn ơi. Nice. Sẵn tiện cho tôi mượn trứng luôn nha anh chị ơi. Nhưng mà khoan các bạn ơi, có cái điều á, mà trứng mà mình lấy cúp mình đập thì bể thì sao? Ừ ha, phải đi làm một cây cúp mềm mại cái đó. Có cúp mềm mại chúng ta lấy trứng nó mới tự tin được các bạn. Kinh nghiệm mình cũng còn một ít nè. Dục vô đây.
chậm hỏng hè. Ô đây rồi, mềm mại đây rồi, tiến hành enchant. Ôi trời, cho đúng vào mềm mại luôn. Nhưng mà không sao, đó là tất cả những gì mình cần. Chạy riết qua chỗ anh Long, chị Long và chúng ta thử lấy trứng coi coi có ok không á các bạn. Hy vọng là thành công á. Bởi vì trứng của Tremosaurus cũng rất là quan trọng trong công việc ngày hôm nay đó. Ồ, được rồi các bạn ơi. Lúc trước á, ở hang động nguyên thủy, chúng ta có nhắc tới... Ủa lộn, hang động Toxic chứ. Chúng ta có nhắc tới Tremosaurus. Và đó chính là sự kết hợp giữa trứng của Tremosaurus với lại là cái embryo các bạn. Mình còn tới 16 Tectonic Shack lận. Dư sức ha, chúng ta sẽ cho vô bạn chế tạo đặt theo công thức giống như vậy. Trứng ở giữa và Immortal Embryo ở dưới. Ủa lộn, ngược lại chứ. Đây, vậy là chúng ta đã tạo ra được Tremosaurus X. Wow, một quả trứng cực kỳ xịn sò các bạn ơi. Từ từ, mình sẽ kiếm một chỗ nào đó mình đặt xuống á. Ở đây đi. Quay. Các bạn coi kìa, cái trứng mà nó đẹp dữ vậy luôn á. Và khi nở ra thì chúng ta sẽ có được, đó chính là Tremosaurus với hình dạng cực kỳ chất luôn á. Đây, nhìn cứ như là Godzilla vậy đó các bạn. Wow, không thể tưởng tượng nổi luôn á. Ok, như vậy thì công việc của mình trong ngày hôm nay cũng khá là thành công rồi đó các bạn. Vì mình đã khám phá được cái vùng biển vực thẳm á. Nói chung thì cái vùng biển này cực kỳ đáng sợ luôn đó. Và sắp tới có thể là mình sẽ trở lại đó và solo với cái con Hubbreaker ha. Mà không cần phải nhờ tới khủng long trợ giúp các bạn. Ngoài ra thì hôm nay Dunkley Stud cũng đã giúp đỡ mình rất là nhiều ha. Trời ơi, lúc đầu không có Dunkley Stud thì chắc mình cũng ăn hành tương đối đó các bạn ơi. Chứ không có đơn giản đâu. Thôi, lỡ rồi. Mình đang gần cái chỗ tàu ngầm để mình lái tàu ngầm qua bên kia. Cái chúng ta đưa đằng leo về cái nơi nghỉ ngơi ha. Sẵn tiện kiếm thêm bạn đời cho em nữa. Đây, ngoài đây có quá trời đằng leo status khác nè. Mình sẽ lấy một cái lasso ra. Xong phim. Rồi, điều khiển tàu lặn và chúng ta sẽ trở lại khu vực mà đằng leo ở ha. Để em vô trong cũng như là bạn đời vô trong luôn. Hy vọng là những ngày kế tiếp chúng ta có thể ôi cái gì đây, trời ơi, hư tạo người ta. Cái con này giang hồ biển này, người làm gì vậy? Báo thủ biển cả này thì báo thủ biển cả nè, đi chỗ khác mà chơi. Biết cái tàu lặn của người ta ấy, sửa ấy, nó vất vả lắm không. Trời đất ơi, nứt tàu hết trơn rồi. Ok, hy vọng là những ngày kế tiếp chúng ta sẽ thực hiện được nhiều kế hoạch hơn và đặc biệt nhất đó chính là up thành công trứng của Tremosaurus hết các bạn. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Mà bạn nào có nhu cầu mẹp Roblox, Lockroot cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.